Khi chúng ta tìm kiếm những món đồ thu âm cho người mới bắt đầu, hoặc bạn đang băn khoăn về mức kinh phí mình phải bỏ ra, bạn tìm kiếm trên mạng và ra vô vàn các kết quả video đầy mùi và màu sắc âm nhạc khét lẹt, bạn nghĩ rằng wow, với chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh thế này, mình có thể tạo ra siêu phẩm. Và sau khi mua về, bạn bắt đầu nhận ra có điều gì đó sai lầm. Tại sao mọi thứ không như ý mình mong muốn nhỉ? Tại thiết bị của mình không xịn sò. Bọn quảng cáo sản phẩm lừa người. Và thế là bạn quyết tâm đầu tư cho mình những món đồ chất lượng cao hơn và mong muốn mọi thứ thay đổi. Nhưng bạn quên mất một điều. Có những phòng thu sở hữu những món đồ rất xịn sò nhưng vẫn tạo ra những thứ dở tệ. Lém ló và xọt rác ngay cho tôi. Và bạn cũng quên rằng một điều, hầu như các nhà sản xuất âm thanh họ không lừa dối bạn. Trừ ở một đất nước nào đó, các quảng cáo sản phẩm demo hầu hết là thực và đó là chất lượng thực của sản phẩm. Liệu vấn đề là do mixing hay là do mastering sao? Bán project autotune để khiến một người hát dở như ca sĩ trở thành nhà thơ đây. Chị ơi, cho em mua một cái. Nhưng ngay cả khi bạn tìm hiểu mọi cách mixing trên mạng, bạn vẫn không thể làm nó đúng như ý mình. Bạn khóc vì sự bất lực của mình. Ôi thần linh ơi, tại sao nó lại như thế này? Lỗi không phải là do thiết bị của con đang dùng, lỗi cũng không phải là do con không biết cách mixing. Hãy suy nghĩ xem lỗi là do ai? Do ai? Rồi tôi bỗng nhận ra một vấn đề. Lỗi là do tôi. Tôi đã mải chạy theo công nghệ và cách làm Google và quên rằng chính tôi mới là thứ cần thay thế. Doremi Nobita Suka, Doremi chạy em sẽ cố. Mà sẽ cố thì nghèo, mà chạy em thì giàu. Còn Nobita lúc ăn hiếp tạc mẹ. Nobita thầm yêu Suka, hai hoa hồng tặng cho trái đen. Nếu trái em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobita chào đời. Một đứa như mình hát dở như trái em, có muốn cũng không trở thành ca sĩ được. Nhưng con em gái tôi thì được. Nhưng vấn đề xảy ra lại lặp lại như trước. Có một thế lực đen tối nào đó kìm hãm tôi, khiến bản nhạc của tôi không trở nên hay hơn. Tôi lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mồm thì con thay rồi. Thế con đã kiểm tra xem phương pháp thu âm của con đã đúng chưa? Con đã kiểm tra âm thanh của con đã đúng chưa mà con đã nhảy lò mixing ngay âm nhạc như thế cả con? Nhưng trong thế giới san sô vạn dặm trục kiết nhập lai này, làm sao có thể tìm được những file âm thanh chuẩn để so sánh chất lượng? Dù rằng con biết là để có bản âm thanh tốt thì chúng ta cần phải thu âm tốt. Con chỉ biết mò thôi, mò mẫm trong tuyệt vọng vậy. Không biết tìm phải âm thanh chất lượng ở đâu để so sánh. Có phải tôi chiều các em quá, lên các em hư đúng không? Là do tôi thấy mỗi lần tôi khóc mà ông hiện ra ông giúp đỡ, nên tôi cứ khóc thôi. Hãy vô đường link phía dưới dòng chú thích video này để tải những dự án ghi âm chuẩn kỹ thuật thế giới để tập mixing con nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Website đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người đến từ Cambridge với sản phẩm là sách bí mật phòng the mixing. Với sản phẩm sách bí mật phòng the mixing cho studio nhỏ. Nơi đây có hàng trăm các dự án lớn nhỏ với đủ phong cách và thể loại để bạn có thể tha hồ đao về để bạn có thể tập mixing các bản nhạc của bạn. Web thứ hai là đến từ Telefunken, một hãng sản xuất các thiết bị về thu âm cũng lớn nhất thế giới. Bạn sẽ có các dự án đến từ những buổi live trực tiếp của các nghệ sĩ với chất lượng chuẩn Telefunken và bạn có thể tha hồ lựa chọn những bản nhạc bạn thích để tiến hành tập mixing của mình. Ngoài ra, để học mixing âm nhạc, bạn có thể tìm kiếm các mẫu dự án từ các nhà sản xuất DAW của bạn. Bạn có thể kiếm trong trang chủ của những hãng sản xuất phần mềm làm nhạc của bạn. Từ đó, bạn có thể xem và học tập từ việc thu âm, mixing và mastering của họ. Ngoài ra, bạn có thể tham gia đăng ký hội viên FBI Entertainment để được tìm hiểu các nguyên lý, cách thức thu âm đến mixing và mastering được tổng hợp từ hàng tỷ cuốn sách hàng đầu trên thế giới nhằm đưa ra phương pháp và lý luận cơ bản nhất. Hầu hết mọi người nghĩ rằng mixing là một thứ toàn năng, có thể biến một giọng hát dở trở thành một giọng hát tuyệt vời, có thể biến chim pu trở thành một ca sĩ. Thế nhưng sự thật không phải là như vậy. Thực tế cho thấy rằng một bản thu tốt mới là điều quan trọng nhất. Hầu như mọi người học mixing họ luôn cố gắng làm theo một cái bản nhạc mẫu nào đó mà âm thanh họ thích. Bởi vậy là khi họ tiến hành mixing trên một tranh lẻ, họ cố gắng làm sao cho âm thanh của họ giống như bản trộn mà họ đã từng nghe trước đó.
Thế nhưng một vấn đề đặt ra đó chính là khi âm thanh mà chúng ta nghe thấy ở các bản trộn đó thì nó là âm thanh sau khi âm thanh đã được trộn và được tổng hợp của tất cả các quá trình trong quá trình mixing cũng như là trộn của tất cả các track lẻ, bởi vậy là chúng sẽ bị cộng hưởng và bị sai lệch so với âm thanh ban đầu. Điều đó dẫn đến một hệ quả là tại sao chúng ta lại mixing căn âm tiếng của từng track lẻ giống như một bản nhạc mà kết quả cuối cùng chúng ta không nhận được giống như thế. Bởi vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiến hành mixing đúng? Để mixing đúng, điều thứ nhất là bạn cần phải có kinh nghiệm, mà để có kinh nghiệm bạn phải cố gắng học tập và trải nghiệm thật nhiều. Nó tích lũy thành những cái kỹ năng của bạn và bạn có thể tiến hành mixing tốt nhất. Thứ hai là bạn phải hiểu được các tác động qua lại trong quá trình âm thanh bị biến đổi từ âm thanh đơn lẻ, từng track đơn lẻ sau khi chúng được xử lý qua các cái thiết bị âm thanh, các bộ xử lý trong quá trình chúng ta tổng hợp các track lẻ và cuối cùng trong quá trình chúng ta xuất ra ngoài mix down và tiến hành mastering thì chúng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Và cũng bởi nếu bạn xuất phát lỗi, bạn có một bản thu âm lỗi thì chắc chắn là lỗi đó sẽ kéo dài trong quá trình mixing của bạn chứ không bị xử lý được trong quá trình mixing. Bởi vậy làm thế nào để có thể thu âm chuẩn và hiểu thế nào gọi là âm thanh đạt chuẩn trong quá trình mixing thì bạn hãy tìm kiếm những dự án chuẩn, lắng nghe các họ làm việc thu âm và tiến hành mixing sau đó thì chúng ta mới biết cách làm thế nào để bản nhạc của bạn tốt hơn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở kỳ liêm sau. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé.